Ngày 17 tháng 5, trên hành trình khất thực từ Bắc và Nam, ông Thích Minh Tuệ, 43 tuổi, dừng chân nghỉ tại một bãi đất trống ở xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Tại đây, đông đảo người dân đi theo, vây quanh ông để nghe trò chuyện. Rất nhiều người đã đến chắp tay vái thầy vào cúng giường nước, thức ăn. Xong ông Thích Minh Tuệ nói, con nhận nước đủ để uống, mọi người có tâm là được, chứ nhận nhiều nước con sẽ không uống hết. Nếu cứ 100 người dân mà mỗi người đều cho một chai nước thì con có 100 chai nước còn sẽ không uống hết và không thể mang theo trên người. Trước việc có đông đảo người dân đi bộ theo ông, trong đó có YouTuber, TikToker chen lấn để quay phim chụp ảnh, ông Minh Tuệ cho biết, con đi tu hành đang tập học chứ chưa có thành tựu gì cả, con cũng không phải là Phật, là thánh gì cả. Những người đi quay phim, YouTuber, TikToker con cũng không có quyền đuổi họ. Nhưng họ đi trước hay đi sau thì đi thẳng hàng lối, chứ đừng chạy lộn xộn chen lấn. Hôm qua và hôm nay chạy xô nhau chen lấn quay phim thì cũng không tốt đẹp. Công an vì mình mà họ cũng mệt, tắc nghẽn giao thông. Không phải là tu sĩ Phật giáo. Ông Tuệ chia sẻ, ông tên thật là Lê Anh Tú, quê ông ở xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Năm 1994, gia đình chuyển vào tỉnh Gia Lai sinh sống. Trước đây, ông từng có thời gian ngắn vào chùa để tu tập, lấy pháp danh là Thích Minh Tuệ, xong chưa có duyên ở lại chùa. Ông Tuệ nói, mình có nghĩa là sáng, tuệ là trí tuệ, ý nghĩa cái tên là con đường soi sáng. Sau này, khi cảm thấy không còn duyên ở chùa, con ra ngoài và vẫn giữ pháp danh này. Năm 2017, ông Minh Tuệ bắt đầu đi bộ tới nhiều tỉnh thành. Khi quyết định bỏ nhà, bỏ công việc ổn định để đi bộ hành, bản thân ông cũng đã suy nghĩ rất kỹ. Sau đó ông đã xin phép gia đình cho mình đi bộ tu tập theo lời Phật dạy. Ông nói thời gian đầu đôi lúc mệt phải di chuyển bằng xe khách, từ năm 2020 đến nay ông bộ hành tuyệt đối, chỉ di chuyển bằng đường thủy khi phải đi qua đò, qua sông. Đến nay ông đã đặt chân tới gần như khắp mọi miền đất nước. Hơn 6 năm qua ông Minh Tuệ không liên lạc với gia đình bởi bản thân ông tu tập nên không dùng điện thoại dẫu vậy ông cho biết luôn đặt gia đình trong tim luôn nhớ tới công ơn của cha mẹ qua lời cầu nguyện ông tuệ tâm sự con cầu nguyện cho cha mẹ được bình an may mắn con không có tài sản vật chất nhưng con cho người thân niềm tin là không bao giờ làm khổ cha mẹ ví dụ như các việc để xảy ra vi phạm pháp luật Ông thích Minh Tuệ cho biết, đối với ông, tất cả hành trình đi bộ đều không khó khăn. Khi di chuyển, nếu tâm mình an lạc, hạnh phúc và vượt qua được những chướng trở thì sẽ cảm thấy không còn bất cứ trở ngại gì ở phía trước nữa. Hành trình của con là muốn bộ hành trọn đời, mục đích không nhằm truyền tải điều gì, con chỉ muốn thực hành những lời dạy của Đức Phật nhằm giúp hoàn thiện bản thân. Lúc đi bộ con luôn ước nguyện cho mọi người khi nào cũng được hạnh phúc, sống vui vẻ với gia đình, ông Tuệ nói. Mặc dù đã từng có thời gian ở chùa, nhưng ông Minh Tuệ cho hay, bản thân ông hiện nay không tu tập và không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa, cơ sở tự viện nào của giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ông Minh Tuệ cho hay, con không liên quan đến chính trị, đảng phái hay giáo hội nào, đến những văn bản liên quan đến con, con cũng không cần biết. Việc của con là tu tập đi theo lời Phật dạy, không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, không nói láo, không uống rượu bia, ăn chay ngày một bữa trước 12 giờ không nghe ca hát, xem phim, không cất giữ tiền bạc. Con không nhận tiền bạc của bất kỳ ai qua hình thức nào cả. Buổi chiều con không nhận thức ăn, chỉ có chai nước suối. Nếu họ không có cho nước suối thì thôi. Về việc Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra văn bản khẳng định ông Tuệ không phải là tu sĩ Phật giáo, ông Minh Tuệ nói không liên quan đến văn bản trên. Từ trước đến nay, ông chưa từng nhận mình là tu sĩ và bản thân cũng cảm thấy chưa xứng đáng làm tu sĩ bởi đạo đức của mình chưa đạt đến cảnh giới đó. Những ngày qua, trên mạng xã hội TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter xuất hiện nhiều hình ảnh clip về người đàn ông mang hình dáng nhà sư đi bộ dọc tuyến đường từ Khánh Hòa ra Hà Giang và ngược lại, người này được mạng xã hội gọi là sư Thích Minh Tuệ. Trong lộ trình đi bộ qua các địa phương, đã có nhiều người dân và Phật tử tập trung với số lượng đông, cúng dàng vật phẩm, thức ăn, tạo ra nhiều hình ảnh clip, gây ra nhiều dư luận trái chiều, làm ảnh hưởng đến giáo hội Phật giáo Việt Nam. Qua tìm hiểu xác minh, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định người đàn ông này không phải là tu sĩ Phật giáo, không tu tập và không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa, cơ sở tư viện nào của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Điều này cũng đã được chính người này khẳng định trong các clip trên mạng xã hội. Người đàn ông này có tên là Lê Anh Tú, sinh năm 1981, tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Gia đình ông Lê Anh Tú sinh sống tại huyện Iakrai, tỉnh Gia Lai. Ông Lê Anh Tú, sau khi từ bỏ công việc đo đạc địa chính tại tỉnh Phú Yên, đã thực hiện một vài lần bộ hành từ Khánh Hòa ra các tỉnh phía Bắc và ngược lại. Tuy nhiên lần này, một số người dùng mạng xã hội đã sử dụng hình ảnh đi bộ của ông Lê Anh Tú tạo sự hiếu kỳ, thu hút nhiều người dân đi theo, tạo nên hiệu ứng câu view và có nhiều bình luận xuyên tạc đời sống tu hành của tăng ni Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trong mấy ngày qua, ông Lê Anh Tú đang đi bộ trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh hướng về tỉnh Khánh Hòa. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các tỉnh, thành phố có thông báo tên đông đảo Phật tử và nhân dân được biết để không ngộ nhận ông Lê Anh Tú là nhà sư. Liên hệ với chính quyền địa phương có biện pháp ngăn chặn hành vi sử dụng mạng xã hội tạo làn sóng dư luận xúc phạm Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cũng liên quan đến vụ việc này, Ban Tôn giáo Chính phủ khẳng định, ông Thích Minh Tuệ không phải là tu sĩ Phật giáo thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trước đây ông thích minh tuệ đã ba lần đi bộ theo hình thức thực hành phương pháp tu tập hạnh đầu đà từ miền nam ra miền bắc và ngược lại nhưng không thu hút sự quan tâm của nhiều người đến lần thứ tư này hành trình của ông minh tuệ đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân có thời điểm lên tới hàng trăm người đi theo làm ảnh hưởng tới an ninh trật tự và giao thông trên các địa bàn trong đoàn đi theo có tín đồ phật tử có người hiếu kỳ và nhóm tiktoker youtuber quay clip live stream đăng tải trên các trang mạng xã hội tạo nên hiện tượng thích minh tuệ thu hút sự quan tâm của dư luận và có nhiều bình luận theo các chiều hướng khác nhau từ thực tế đó ban tôn giáo chính phủ đề nghị ban phòng tôn giáo tham mưu sở nội vụ báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh thành phố chỉ đạo các sở ngành chức năng quan tâm khi ông minh tuệ tới địa bàn không để xảy ra tình trạng tập trung đông người gây cản trở và ảnh hưởng tới an toàn giao thông gây phức tạp về an ninh trật tự đặc biệt không để các thế lực xấu lợi dụng xúi dục lôi kéo gây mất đoàn kết tôn giáo và vi phạm pháp luật đồng thời trao đổi với giáo hội phật giáo việt nam ở địa phương hướng dẫn tăng ni phật tử tu học theo đúng chính pháp của đức phật tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo và cách thức hành trì của mọi người nhưng cần đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật ngoài ra thông tin tuyên truyền để quần chúng nhân dân tăng ni phật tử và nhân dân hiểu về chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng tôn giáo về cách thức hành trì của phật giáo không cản trở làm ảnh hưởng việc tu học đúng chính pháp vận động chức sắc tín đồ và quần chúng nhân dân không tập trung đông người nơi công cộng gây cản trở ách tắc giao thông và an ninh trật tự trên địa bàn chủ động cung cấp thông tin định hướng dư luận không để các đối tượng thiếu thiện trí có cơ hội lợi dụng tuyên truyền kích động gây mất ổn định xã hội ngày 17 tháng 5 trao đổi với PLO về những hiện tượng gần đây như hiện tượng sư thầy Thích Minh Tuệ hay phát ngôn của Thượng tọa Thích Trân Quang, Tiến sĩ Hoàng Đình Trung, trưởng phòng nghiên cứu lý luận và chính sách tôn giáo Viện Nghiên cứu Tôn giáo, lo ngại nhiều người chưa thật sự hiểu giáo pháp của Phật một cách đúng đắn và sâu sắc. Cụ thể, liên quan đến phát ngôn của Thượng tọa Thích Trân Quang, Tiến sĩ Trung cho rằng Thầy Thích Trân Quang hơi có sự lạm dụng và đã đi quá xa. Tiến sĩ Hoàng Đình Trung nói, Thầy Thích Trân Quang nói rằng, biểu hiện như vậy hoặc nghiệp báo nhân này dẫn đến kết quả kia kiểu một một. Chúng ta không thể biết chắc điều đó được, dựa vào đâu mà kiểm chứng được. Trong kinh Phật có hướng dẫn cụ thể vậy đâu mà nói. Là người có uy tín mà nói như vậy, ảnh hưởng đến cộng đồng xã hội và Phật tử là không nên. Riêng về trường hợp của sư thầy Thích Minh Tuệ, tiến sĩ Hoàng Đình Trung có bình luận về văn bản mới đây của giáo hội. Theo ông, giáo hội chỉ nên lên tiếng khi người ta nhận nhầm ông ấy với một tu sĩ trong hệ thống mà giáo hội quản lý. Hoặc từ trường hợp này mà có người quay phim chụp ảnh đưa ra thông điệp trái chiều mà ảnh hưởng đến dư luận xã hội mới cần lên tiếng. Tiến sĩ Trung bày tỏ, miễn là người ta tin và tu hành theo Phật giáo thì người ta có quyền của người ta, không nhất thiết có chứng nhận của giáo hội Phật giáo thì ông ấy mới là tu sĩ Phật giáo. Phật giáo không phải của riêng ai, không phải của riêng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiến sĩ trung cũng cho rằng bản thân ông minh tuệ phải chịu trách nhiệm về những việc làm của mình chưa cần đến mức bên ngoài phải can thiệp sâu như thế thậm chí ông ấy nhân thân thế nào xuất phát thế nào đó là câu chuyện riêng tư và không được phép đem những việc đó để tấn công ông ấy với cuộc sống hiện tại ông trung nói theo tôi văn bản của giáo hội cần phải có nhìn nhận khách quan giữ khoảng cách tốt hơn chút nữa những vấn đề liên quan đến dư luận giáo hội phải liên tục giữ gìn và chấn chỉnh hình ảnh của tăng sĩ trong giáo hội của mình. Tiến sĩ Hoàng Đình Trung nói, Thầy Thích Trân Quang nói rằng biểu hiện như vậy hoặc nghiệp báo nhân này dẫn đến kết quả kia kiểu một một. Chúng ta không thể biết chắc điều đó được, dựa vào đâu mà kiểm chứng được. Trong kinh Phật, có hướng dẫn cụ thể vậy đâu mà nói. Là người có uy tín mà nói như vậy, ảnh hưởng đến cộng đồng xã hội và Phật tử là không nên. Riêng về trường hợp của sư thầy Thích Minh Tuệ, Tiến sĩ Hoàng Đình Trung có bình luận về văn bản mới đây của Giáo hội. Theo ông, Giáo hội chỉ nên lên tiếng khi người ta nhận nhầm ông ấy với một tu sĩ trong hệ thống mà Giáo hội quản lý, hoặc từ trường hợp này mà có người quay phim, chụp ảnh đưa ra thông điệp trái chiều mà ảnh hưởng đến dư luận xã hội mới cần lên tiếng. Tiến sĩ Trung bày tỏ, miễn là người ta tin và tu hành theo Phật giáo thì người ta có quyền của người ta, không nhất thiết có chứng nhận của Giáo hội Phật giáo thì ông ấy mới là tu sĩ Phật giáo. Phật giáo không phải của riêng ai, không phải của riêng Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tiến sĩ Trung cũng cho rằng bản thân ông Minh Tuệ phải chịu trách nhiệm về những việc làm của mình, chưa cần đến mức bên ngoài phải can thiệp sâu như thế. Thậm chí ông ấy nhân thân thế nào, xuất phát thế nào, đó là câu chuyện riêng tư và không được phép đem những việc đó để tấn công ông ấy với cuộc sống hiện tại. Ông Trung nói, theo tôi, văn bản của giáo hội cần phải có nhìn nhận khách quan, giữ khoảng cách tốt hơn chút nữa. Nhưng vấn đề liên quan đến dư luận, giáo hội phải liên tục giữ gìn và chấn chỉnh hình ảnh của tăng sĩ trong giáo hội của mình. Tiến sĩ Hoàng Đình Trung cũng nhìn nhận thực tế, hiện nay nhiều người chưa thật sự hiểu giáo pháp của Phật một cách đúng đắn và sâu sắc, có xu hướng dựa vào tha lực, tức là dựa vào ban phát quyền năng từ bên ngoài mình, kể cả quyền năng để hiểu về kinh Phật, quyền năng để đạt được hiệu quả của tu hành. Thành ra cứ thấy tăng thấy sư là đồn thổi, tìm cách tiếp cận, tìm cách hỗ trợ, cúng dường và nghĩ mình nhận lại được phước báu. Tiến sĩ Trung đưa ra lời khuyên, đây là nghiêng về mê tín nhiều hơn chính tín. Mê tín lãng phí thời gian và tiền bạc, nên dành thời gian đó mà đọc kinh, tĩnh tại tự tu hành, tĩnh tại cúng dường cho người thân gia đình mình, bố mẹ mình chẳng hạn.